linh chứa Phu Lan không chỉ mang lại cuộc sống ấm no cho người dân nơi đây mà còn thể hiện tình cảm láng giềng thân thiết giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào. Trong câu của các sáng tác giàu cảm xúc về mùa xuân và quê hương của các tác giả Yến Thanh, Xuân Thị Thiên, Nguyễn Thị Hồng Miên, Luân, Hoàng Khải, Xuân Quang Thứ và A Giang v.v. Văn học nhà trường đăng tải nhiều tác phẩm với sự thiếu nhi chất lượng, trong đó phải kể đến truyện ngắn Cụm Cành Đồng Nam của nhà văn Duan và tản văn Lớp Ghép của đại ngàn của tác giả Quảng Thị Viên. Trong Cụm Cành Đồng Nam, nhà văn Duan đã nhân hóa các con vật như cua, cá, ếch lươn v.v. thành những nhân vật chính để từ đó đề cập vấn đề ô nhiễm môi trường, đánh bắt cá tận diệt. Chủ đề tưởng như khô khan nhưng được nhà văn viết bằng giọng văn dí dỏm gần gũi, đặc biệt là những đoạn hội thoại giữa nhân vật bà sếp và chàng quả hay bà sếp và ông xoắn lên chuyện hấp dẫn và lôi cuốn bạn đọc nhỏ tuổi. Các bạn thân mến, chương trình văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà chủ biên đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.